Trang Quýnh, tập 252, đánh con quan. Định đi đâu mà chuẩn bị áo quần đẹp thế? Ngày mai mợ cho tôi đi xem hội đình. Vậy thì ai phụ mợ bán hàng? Ông chứ còn ai. Không được, mai tôi có cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt. Họp gì mà quan trọng vậy? Bí mật quốc gia không nói được, nhưng chắc chắn là quan trọng hơn cái vụ đi xem hội. Mắm ở nhà phụ mợ để tôi đi họp đi. Đã có lệnh rồi, mắm đi xem hội, Quýnh ở nhà phụ mợ, không được thay đổi. Còn lâu bà mới đi được với tôi. À mợ ơi, chuyện gì vậy? Mợ xem bộ đồ mới của con nè. Ông Quýnh lấy vải rách vá chằng chịt lên bộ đồ, y như bộ đồ của ăn mày. Quýnh, bà mợ báo. Ông chạy đi đâu mất tiêu rồi. Chịu khó tháo mấy miếng vải rách đó ra đi. Hít, tháo hết đống vải rách này ra thì đã tan hội, còn gì để xem. Thôi thì để lần sau xem, đợi nó về mà trị tội nó. Quýnh mà, ham chơi nhưng có trách nhiệm với gia đình. Quýnh đi thì phải sắp xếp cho mắm ở nhà phụ mợ, lo toàn cho gia đình như thế thì còn chê vào đâu được. Có điều là lo toàn cho gia đình kiểu đó thì chắc chắn chiều nay sẽ ăn đòn. Không sao, vì việc lớn bị đòn một trận cũng không sao. Có chuẩn bị cuốc xẻng không? Có. Hoan hô tinh thần vì cộng đồng của chúng mày, bắt tay vào việc đi. Chúng mày làm gì vậy? Dạ, tụi con lấp chỗ đoạn đường bị lún này để dân làng đi qua dễ dàng. Ai đi qua đây cũng đều xách guốc sáng quần mà lội qua sình, còn ái ngại quá. Còn nhỏ mà đã biết làm việc công ích như thế là tốt. Xoài, bảo mày xách cút ra đường làm chứ đâu phải đi đào dế. Có con dế to lắm, đợi tao một chút. Ngừng tay chút xíu cho ông đi qua rồi hãy làm. Chút, mày bị con nhắc, mày cõng ông cụ qua đi. Con nhà ai mà tốt ghê. Cõng tao qua với. Về gắn râu cho thành ông cụ 70 tuổi rồi tao cõng qua, trai trẻ mà bét quá. Mày dám láo với tao hả? Biết tao là con ai không? Mày là con của cha mẹ mày chứ ai? Pep. Sao mày đánh nó? Ai bảo nó hỗn với tao? Cõng tao qua, nếu không thì tao đánh à. Trời sinh ai cũng có chân, tự mà đi. Pep. Tưởng tao sợ mày hả? Pop. Jack. Pep. Chúng mày dám đánh tao, chết với tao. Đứa nào đánh cậu ấm. Chết, mày đánh trúng con của Hoàng Huyện rồi. Tan hàng, chạy. Cậu biết đứa nào đánh cậu không? Không biết tên nhưng biết mặt, thấy nó thì tôi nhận ra ngay. Tụi nó chạy hết không bắt được đứa nào ạ. Còn dẫn lính đi tìm nó đi. Chết, thằng chuột bị truy nã. Mày trốn cho kỹ, thôi mặc ra là chết đó. Hết người rồi hay sao, lại nhằm cục cưng của Hoàng Huyện mà đánh. Còn ông trời mà làm dốc thì tao cũng đánh. Thôi đi cha, trốn cho lẹ giùm con kẹo nát xương đó, nói dốc không hà. Sao bác không đi bán ạ? Đầu óc đâu nữa mà bán với buôn, không biết thằng chuột ra sao, đói no thế nào, mới bày lớn đã thành tội phạm. Trẻ con đánh nhau chứ có gì đâu mà thành tội phạm ạ. Đánh con của dân thì không sao chứ đánh con quan là thành tội phạm liền ha. Mẹ ơi, đói bụng quá. Tìm cái gì ăn đỡ đi, mẹ lo cho anh chuột quá, không đi chợ được. Tự dưng mà cả nhà nó khốn khổ, phải chi nó đừng nóng tánh thì đâu có ra chuyện. Thấy con bị đánh, quan nóng ruột, chỉ muốn đánh thằng chuột một trận cho hả dạ thôi, chứ có phải tội phạm gì đâu. Hay là mày tới chịu tội để quan đánh vậy hèo rồi về, tội nghiệp mẹ mày quá. Không được đâu, quan đánh rồi thằng con của ổng cũng đánh, tao chịu sao nổi. Vậy thì để tao chịu tội thay cho mày, thấy cảnh nhà mày tao cầm lòng không được. Bẩm, có một thằng nhỏ đến chịu tội đánh cậu ấm. Mày to gan dám đánh cục cưng của tao. Bẩm, tại cậu ấm đánh con, nhưng con không biết cậu là con của quan, xin quan tha tội. Không tha, đánh nó 10 roi.
Nằm rồi thôi cha ạ, không phải thằng này đánh con. Biết không phải mình đánh mà nó cũng cho mình ăn năm rồi, thằng này ác thật. Đánh mày năm rồi vì là đồng bọn với thằng kia. Thằng đó là thằng nào, nhà ở đâu? Dạ con chỉ mới gặp nó lần đầu nên không biết nó ở đâu ạ. Đánh thêm năm rồi vì tội che giấu tội phạm. Hít, không chịu tội thay cho thằng chuột được mà mình cũng lãnh 10 rồi. Ngộ sẽ báo thù. Chúng mày lại đây, ta có cách gỡ tội cho thằng chuột rồi. Mình sẽ thành lập hội anh hùng trừ bạo chúa, lấy khăn che mặt lại, đợi thằng cậu ấm tới, dần cho nó một trận. Thằng cậu ấm tới. Anh hùng trừ bạo chúa, ói ói. Lột áo quần nó. Từ nay hễ mày còn ăn hiếp bọn trẻ nữa thì tụi tao sẽ không tha mày. Trả áo quần cho tao. Hừ, bịt mặt đánh con ta để ta không bắt được. Con nhà ai mà khôn ghê. Tụi tao sẽ đánh nó một lần nữa. Thằng chuột làm anh hùng cứu mỹ nhân, nó sẽ cảm ơn mày mà tha tội cho mày. Không được rồi, lần này có lính đi theo thằng cậu ấm. Mày ra dụ hai ổng đi chỗ khác đi. Ăn cắp, bắt thằng ăn cắp giùm đi. Cậu đứng đây, đợi tụi tôi bắt thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp đâu? Nó chạy hướng này nè. Thằng cậu ấm còn một mình, ra tay đi. Anh hùng trừ bạo chúa. Ơ, tao có làm gì đâu mà đánh tao nữa. Còn ghét thì còn đánh. Ói, ói. Lột áo quần nó ra. Ê, ê, lột áo thôi, đừng có lột quần. Lột hết cho má. Buông cậu ấm ra. Da, cốt. Thằng khỉ, đánh giả mà nó đánh mạnh như trời giáng. Da. Gặp anh hùng cứu mỹ nhân rồi, chạy đi. Cậu có sao không? Áo của cậu nè. Chưa bị mất cái quần, chưa sao. Ơ, mày là đứa đánh tao bữa trước, sao bữa nay lại cứu tao? Bữa đó tôi nóng nên đánh cậu, sau đó tôi ân hận lắm, bữa nay thấy cậu bị ăn hiếp nên tôi cứu. Mày giỏi thật đó, một mình mà đánh cả đám chạy hết. Tụi nó giả vờ chạy chứ tụi nó mà đánh lại thì tao như cục thịt bầm. Cậu hết giận tôi chưa? Hết rồi, cảm ơn mày đã cứu tao, tao sẽ nói cha tao tha tội cho mày. Cảm ơn cậu. Tao sẽ bảo mày ăn chè để kết bạn. Về nhà rồi hả? Ừ, hết thành tội phạm rồi thì về nhà thôi, mẹ tao hết khóc rồi. Tội nghiệp thằng cậu ấm, bị mấy trận đòn te tua để rồi phải cảm ơn đứa đánh mình. Mày mà không bày kế gỡ tội cho tao, chắc tao bỏ nhà đi luôn quá. Chuột, đi chơi với tao, để rủi có đứa nào đánh tao thì có mày. Hi hi, đánh con quan để rồi được con quan chọn làm cận vệ, thằng Quỳnh hay thiệt. Ông Lý giải quyết đi chứ, lý trưởng gì mà tối cứ lo ngủ để ăn trộm lộng hành như thế. Chuyện gì, từ từ bà con nói cho tôi nghe chứ đừng làm ầm như thế, vợ tôi là tôi đó. Dạo này đêm nào làng có bị mắc heo, mắc chó, mắc gà, mắc vịt, ông Lý xử đi. Được rồi, tôi sẽ bắt nó, xin bà con yên tâm. Chia nhau ra, phục kích ở những nhà nào có nuôi heo, gà, vịt, chó. Trời ơi, ông Lý ơi, cả làng đều có nuôi mấy con đó hết, làm sao đủ người để phục kích cả làng? Vậy thì ta sẽ dùng ông tổ ăn trộm để bắt ăn trộm, lấy cho ta một cái đầu gà luộc. Thông thường trước khi đi ăn trộm, bọn trộm để cái đầu gà lên một cái đĩa rồi quay một vòng. Hễ cái mỏ gà chỉ hướng nào thì chúng sẽ theo hướng ấy mà đi ăn trộm. Chúng tin là ông tổ ăn trộm chỉ đường cho chúng đi. Ta cũng làm như thế để xem tên trộm đi hướng nào. Quay. Hướng này, phục kích theo hướng này để bắt nó. Cái đầu gà của ông Lý không linh, chẳng bắt được tên trộm. Ông Lý ơi, chúng tôi lại mắc heo nữa. Ông mà không bắt được tên trộm, chúng tôi kìa liên quan đó. Xin bà con bình tĩnh, tối nay ông Lý Lù sẽ bắt được tên trộm, nói sai không lấy tiền quả. Sao mày biết chắc tối nay tao bắt được ăn trộm mà nói thế? Còn có cách để bắt, chú đừng lo. Mình sẽ dùng kế giả chết bắt trộm, tối nay mình sẽ làm thế này. Loa loa, tiền xuất dẻo đây, tên trộm heo của bà con vừa bị tuồng đinh đánh chết,
xác còn nằm ở sau miếu làng. Tới xem nó là đứa nào. Trời, tên trộm nhỏ xíu à. Nhỏ xíu mà râu ria xồm xoàng thấy ghê. Lạ hoắc, không biết là đứa nào, tôi cũng chưa hề thấy mặt nó. Ôi mừng quá, không phải. Tên trộm là ông Giáp, phục kích tại nhà ông Giáp. Sao mày biết? Vợ ổng thấy mặt con thì mừng rỡ vô cùng. Điều đó có nghĩa là bà ta nghĩ rằng người chết là chồng của bà ta. Khi thấy người chết không phải là chồng của bà thì bà mừng. Vậy chồng bà là tên trộm chứ không ai khác. Cứ phục kích nhà bà đi. Mở cửa. Ôi mình về rồi, mừng quá. Lúc nãy làng rào có một tên trộm bị đánh chết. Tôi sợ quá chạy ra xem, nhưng không phải là mình, mừng quá. Bắt tên Giáp. Tàn chứng là con heo đang cầm trên tay, không được chói. Sao ông Lý hay vậy? Thằng Quỳnh hay chứ không phải ta. Công nhận kế giả chết bắt trộm của mày hay thiệt. Chủ nhà làm ơn cho tôi xin tí cơm nguội. Nhà chỉ có cơm nóng, không có cơm nguội. Làm ơn tí đi mà, tôi đói quá. Còn bạn đâu, tiễn khách. Ói ói. Hít người gì mà ác quá, đã không cho thì thôi lại còn suýt chó cắn tôi. Còn có Hai Hào đây, biếu ông mua xôi ăn đỡ. Còn có lòng nhân từ, sau này sẽ được hạnh phúc, sẽ có vợ đẹp con khôn. Còn mà có vợ đẹp không có, đâu ông ơi, vợ con giỏi lắm thì đẹp hơn con một tí thôi. Đẹp hơn con thì cũng xem như xí quắc, ông đoán sai rồi. Công nhận ông Phú Hộ thời ác thật, phải cho ổng một trận chơi. Tao với mày chọc ông Phú Hộ thời một trận cho ổng chừa cái thói ác. Trong túi này là mấy cục gỗ có phết nhũ vàng để làm vàng giả, mày sẽ làm thế này. Làm ơn cho tôi xin tí cơm gà nguội. Không có. À, ông đây rồi. Cha con sai con biếu ông ít vàng gọi là trả ơn. Ta chỉ cho vàng chứ không nhận vàng. Ta không cần xài vàng, mang về đi. Nhà này không có lòng nhân từ, ta không vào. Nhỏ, chuyện gì vậy, sao lại cho ổng vàng? Ông không biết chứ ổng không phải là ăn xin đâu. Ổng là một pháp sư chuyên đi tặng vàng cho người có lòng nhân hậu đó. Ông không cho ổng ăn cơm nên ổng xem ông là người không có lòng nhân hậu. Mày nói rõ chuyện cho tao nghe đi. Ổng tới nhà con xin cơm, cha con đãi ổng ăn một bữa thịnh soạn. Sau đó ổng cho cha con nhiều vàng lắm, nhưng cách cho của ổng cũng kỳ lạ lắm. Ổng dán một lá bùa lên trán cha con phải nhịn ăn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Sau đó mẹ con tát cha con một cái, thế là vàng từ mũi cha con tuôn ra ào ào. Thiệt không? Đây nè, vàng của ổng cho nè. Ông ơi, đợi một tí. Mời ông vào nhà tôi ăn cơm. Tôi không cho ông cơm là chỉ đùa cho vui thôi, chứ thật ra tôi là người luôn thương yêu kẻ khó. Dọn cơm cho ông ăn. Chà, toàn là cao lương mỹ vị, ngon ác. Mam ực. Ông quả là một người nhân hậu, ta sẽ thưởng vàng cho ông. Đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây cho ta làm phép. Ta dán lá bùa này lên trán ông. Ông phải ngồi yên đó trong 3 ngày, không được ăn uống gì cả, 3 đêm cũng không được ngủ. Ông mà làm sai lời ta thì bùa sẽ không linh nghiệm, ông sẽ không có vàng. Tới ngày thứ 4, ông bảo vợ ông tát ông một cái thật mạnh, ông sẽ có nhiều vàng. Đóng cửa phòng lại, đừng cử động chạm tới ông ấy trong 3 ngày 3 đêm, ta đi đây. He he, được một bữa no nê. Một ngày. Hai ngày, đói quá, phải cố chịu đựng. Buồn ngủ quá, phải cố chịu đựng. Ngày thứ 3, ngày chót, sắp qua được rồi. Ngày thứ 4 qua được rồi, mệt quá. Bà ơi, tát tôi một cái đi. Bóp. Bịch. Vàng đâu, ông xỉu mất tiêu rồi. Gọi thầy thuốc mau đi. Ha ha, nhịn đói nhịn ngủ 3 ngày 3 đêm, người không còn tí sức lực nào mà lại bị đánh nên xỉu luôn. 4 ngày sau mới tỉnh lại,
cho chừa cái thói ác mà tham lam. Ông ơi, con chó vàng của ông chết rồi. Tại sao nó chết? Con đâu có biết, sáng nay thấy nó không thức dậy con mới biết nó chết. Vậy là mày làm nó chết. Con có làm gì đâu ạ. Mày có nhiệm vụ chăm sóc nó, chắc mày không chăm sóc cẩn thận nên nó buồn, nó chết. Mày phải đèn con chó khác cho tao. Con làm gì có con chó khác để đèn cho ông. Mua con khác đèn cho tao, nhớ rằng chó của tao đẹp lắm đó. Con đâu có tiền. Làm sao thì làm, không có chó đèn cho tao, tao trừ hết lương của mày. Hít, người gì mà ngang tàn quá, con chó chết lại đổ thừa cho mình. Ừ, tao ngang tàn vậy đó, mày làm gì tao? Vậy là tao mất hết tiền lương rồi Quỳnh ơi. Được rồi, tao sẽ tìm một con chó khác để mày đèn cho ổng. Ráng cứu tao ngang Quỳnh. Tao giúp mày lấy đủ tiền lương, nhưng mày không làm việc cho ổng nữa. Đèn con chó xong, mày xin lãnh lương rồi kiếm cớ gì đó mà nghỉ việc đi. Sao vậy? Sau này sẽ hiểu. Nè, con chó này đẹp nè, mang về đèn cho ổng đi. Ông ơi, con xin đèn con chó cho ông đây ạ. Ô hô, con chó đẹp lắm, mày giỏi lắm. Ông ơi, cho con lãnh lương đi, mẹ con bị bệnh, con cần tiền mua thuốc. Ừ, mày đèn con chó đẹp, tao cho mày lãnh lương. Thằng Tèo đâu? Dạ, nó nhờ con thưa lại với ông, nó phải về quê nuôi mẹ bệnh nên nó nghỉ làm luôn ạ. Nghỉ thì thôi, tìm đứa khác thay nó. Cục vàng đâu, đi dạo mát với ta. Ôi, con chó của ông đẹp quá. Chó của nhà giàu thì phải đẹp thôi, khen thừa. Ai cũng khen cục vàng của mình đẹp, hãnh diện ghê. Bắt tên trộm chó. Chó của tôi mà. Con chó này của ta, nó bị mất mấy ngày trước. Không ngờ ông dám trộm chó của ta rồi ngang nhiên dẫn đi chơi. Tôi giàu có mà trộm chó à, quan đừng có vu khống cho tôi. Đã trộm chó của ta mà còn dám nói ta vu khống. Tưởng nhà giàu thì ta không dám đánh hả? Đánh lão ba heo. Ui da, ui da. Dẫn con chó của ta về. Trời đánh thằng Tèo, mày bắt chó của quan đền cho tao để tao bị quan đánh. Quỳnh bắt chứ đâu phải thằng Tèo.